Đấy. Ăn theo cảnh cá anh em nha. Đây là một cái số bẫy chuột đánh mồi nè anh em. Đây. Mình đánh móc mồi để bẫy chuột đó. Thì nay mình cũng chế lại để đi đánh chim quá, chim trần nghịch với cò này nha. Một số bẫy đang làm gọi đây. Đây. Đang làm gọi như thế này. Người chú đang làm. Thì sau đây mình sẽ quay lại từ chi tiết từ ban đầu để làm cho anh em xem tham khảo luôn nha. Đang quay video đó mà làm cho đẹp cho nét vào mà không là chết ấy. Anh em làm theo mà không được như mình là ông liệu lấy thôi. Đây là mới làm bữa đầu tiên đó anh em ạ. À. Nhìn thấy đẹp vậy chưa? Đấy, bữa đầu tiên. Ok. Okay. Đầu tiên á, anh em cần một cái thép ly nhỏ nhỏ gì nè anh em. Đấy, thép ly nhỏ gì với một cây kìm. Anh em cắt một khoảng tầm 20 tầm khoảng 30 đi. Đó, bẻ gì rồi. À, cho bẻ sai người ta rồi. Đấy, cái gì mới đúng. Đó. Thấy ông vẽ thứ để sai này, vậy là xong. Này kê cho mày gõ. Mà làm cũng như người lớn chứ đùa đâu. Đấy. Đây là mình làm mãi, bữa nay tới lượt ông chú làm. Đánh thay đánh hiệu quả của ông chú làm. Cắm trên này xuống này. Đó, cắm trên xuống này à. Được lên. Muốn đẹp thì phải lấy cái kìm bẻ. Đẹp là lấy kìm bẻ. Kiểm dễ quá. Gần ok. Này đánh cò, đánh chim quá, ngon lành. Nói chung mình đánh loại bẫy này nó không sót gụt bằng bẫy của tre của chú. Bẫy tre chú là đúng rồi, để cả ngày là dễ sót gụt lắm. Gầy. Đó, vậy đó, ok đó. Thì bắt đầu là mình đặt ngay theo cái đường chim đi đó. Cắm hai bên gầu là như bẫy số 4 đó anh em. Cái cục ke đó là nó đi dẫm vào nó dính thôi. Trong video kênh mình đó cũng có đi bẫy chim đó. Để anh em xem cách đặt bẫy đó, anh em xem đặt bẫy nha. Đó, làm xong nó là như vậy đó anh em. Đó. Chim ngang này dẫm phát bột mà. Mình thì cũng có video bẫy tự chế này lại là dính chim đó, cũng chứng minh là bẫy hiệu quả đó. Anh em xem được clip này dò những cái clip mình đi bẫy chim cho anh em xem nha, có thực tế lên anh em nha. Thôi, clip đến đây xin kết thúc mọi người và anh em nha. Cái nào hở thì đập lại để cho nó hở, nó khỏi gãy chân chứ, khỏi đứt chân nhá. Dính được con mồi là phải chết con đấy chứ không có. Đây là dính bẫy nè mọi người. Này. Gần đứt chân rồi. Ôi trời ơi. Gần đứt chân rồi nè. Tí nữa nó đứt chân rồi đó. Còn một tí gân nữa nè. Mai còn đến kịp nha. Không là mắc nè. Bẫy này là bẫy tự chế, tự làm đó. Đăng lúc đầu video quay cho anh em xem đó. Dính được con quá. Đánh theo cái đường này nè mọi người. Dọc ở đây nè. Mai là còn đến sớm, không là mắc luôn con chim này, mắc ăn rồi. Hết hả? Cô bị bịp nói vậy. Ờ cái đó là mấy hôm trước lội gì mà. Nói chung nhiều lắm. Cái này rồi phải chỉnh lại đi, phải đánh ra mình ngon được xanh nhá. Đánh vậy thôi đã tôi dính nè. Hả? Hay rồi.
Con to, con này con già. Bỏ cái túi không? Ra không? Bỏ được. Em mua được. À. Khóa đồng hoàng. Khóa đồng hoàng. Hàng gì? Nó đi theo dấu chân thì nó đi theo mà. Khu liêm nó ăn nhiều, đi nhiều lắm. Cháu đánh cứ phứa phừa đánh chứ mày. Dưa thôi. Dưa thôi mày. Cò hả? Đấy. Ăn theo cảnh nước, lụm hàng anh em ạ. Cò này không đánh. Đấy. À, ba con cò cò. Ấy, đúng rồi, ba con cò cò với hai con cụ hoa gọi là chim chân nghịch đó. Này, một con già nè. Con cò cò bên kia bị con cò này chẩu á. Thế thua rồi. Đấy, mấy con này nãy em không quay được. Vì sao em gom lại, tóm tắt lại, vì em thả lòng thì quay cho anh em xem. Này, bữa nay là thu nhập được 5 em, 7 tự chế của em đó mọi người. Nói chung là kiếm chim ăn thì ngon lành.